Chào và cả nhà yêu Lan nha. Hôm nay là ngày 20 tháng 20 hay là 21 nhỉ? Tháng 12 năm 21. Hình như là 21. Mời mọi người đến với phiêu hôm nay. Ngày nào cũng bán nhưng mà cứ cũng nhớ lộn lộn xíu. Hình như là 21 đúng không mọi người? Rồi. Hôm nay thì em tiếp tục bán những cây có trong vườn nha. Rồi em đi vô chi tiết giới thiệu từng cái cây một. Rồi, đầu tiên là một cây vô tình nha mọi người. Cây này thì mới lắc ngày hôm qua xong. Đó, lắp buổi chiều họ để lắp xuống chồng, nhưng mà nhiều bác hỏi thì em quay lên thôi. Cái này mà cây mà nó trồng ấm chậu thì nó cũng tầm 2,5 triệu á, nhưng mà cây lắp với lại cây cuối mùa này nó chỉ được một cái rễ thôi, cho nên là em tính là 1,5 triệu nha. Mà bác nào trồng mà sợ nó chột nó không lên á thì gửi lại vườn nha, nhờ em trồng giùm nha, thì qua Tết chúng ta lấy là được đó, cỡ 1-2 tháng nữa rễ nó ra nó ấm chậu rồi là lấy được nha. À, được một cây vô tình duy nhất này thôi. Cây này thì rất là ít giống, mặt hoa khuôn vô tình thì khỏi phải bàn rồi. Nó được cái nó cũng là bẹp mũi trắng giống như nhiều dòng khác, nhưng mà nó đặc biệt ở cái là khuôn nó rất là bầu tròn. Đó, nó cực kỳ là bầu tròn luôn. Chứ nó không không phải là cái khuôn dài hay là như các cái bông tích hỏa hay là khác nha. Khuôn nó rất là bầu tròn. Cái kiểu của nó như vậy. Bệt rất là đậm mà cánh thì cũng là cánh ám đó. Nở ở Lâm Đồng này thì cánh nó ám như thế này nha. Đó, cây rất là đẹp. Cây này nha mọi người, 1,5 triệu. À, cây này là cũng là cây cắt khúc này, nó vẫn còn một cái khúc thân già trên đầu ngọn này. Cho nên là bác nào ngại thì cứ để em trồng cho nha. Đó, một cây vô tình duy nhất, 1,5 triệu. Đó, chứ hồi trước mấy bác mua là cái cây mà cỡ 2-3 sen này là đã 1 triệu rồi nha. À, nó ấm chậu á. Rồi, thứ hai là em có một cây công chúa này. Công chúa Mai Tuấn. Cây này thì cũng không còn đâu, mà mấy bác nhìn chậu là mấy bác đoán được tình trạng rồi. Đó là cây này bị bom về nhá. Đó, bị bom ngoài Bắc về. Thì bác này đặt hàng chậu này là 2 triệu với lại hai cái chậu nữa, thì tí nữa em có bỏ trong combo, tí em quay cho mọi người. Thì hàng ra đến nơi thì bảo là không có tiền lấy. Đây, không có tiền lấy nha. Cho nên là hoàng về. Đó, thì đây. Đây là cái tình trạng cây sau khi hoàng về. Đó, thì mọi người cứ tính là từ Lâm Đồng em mà gửi ra Bắc á, thì nhanh nhất là nó đi cũng phải 4 ngày. Đấy, 4 ngày là người ta phát gọi phát cho khách. Thì phát không được thì đến ngày thứ năm là mới hoàn về. Thì về đây 4 ngày nữa là 8 ngày. Thì đó là nhanh nhất á, nhanh nhất là 8 ngày. Còn nhiều bố cục chậm trễ hơn thì có thể là 10 ngày, 15 ngày. Đấy, thì mọi người cứ tưởng tượng đi là cây nó 1 tuần rồi nha, cây 1 tuần, hơn 1 tuần đi, không tưới nước, không gì hết, bỏ trong thùng kín mà nó vẫn tươi xanh, nó vẫn khỏe như thế này thì cái cây nó không thể nào mà chết được đó. Cái này thì cũng nói cho mấy bác mà mới chơi lan biết á, ví dụ như hàng chúng ta đến mà trễ một tí, hai bô tá dậm giao chậm cỡ 5 ngày 7 ngày hay là 10 ngày, mấy bác cứ bảo như thế thì còn gì là cây lan làm sao mà ấy đồ, thì đây là một cái minh chứng cho mấy bác thấy nha. Đấy, thì em cũng để nguyên em bán hôm nay rồi em gửi đi luôn, bởi vì cây khô à, còn mấy bác nào ưng lấy thì lấy thôi. Cây này hôm bữa em bán là 2 triệu, cây công chúa bây giờ lá nó bị dập như thế này em bán là 1,5 triệu nha, vừa mất tiền đấy. Cái bom này nó vừa mất công đóng hàng của mình nè, vừa bị dập lá của cây này, rồi lại vừa mất cái tiền cây của mình về bom bị bán lại. Bây giờ cây nó dập lá này rồi thì làm sao giờ bán 2 triệu cũng khó đúng không? Đó, tuy là lá nó dập thì nó không ảnh hưởng gì nhưng mà nó cũng xấu cái cây đi á. Với xong rồi nó đi về đây 10 ngày á thì mình đấy, nên là em lười bóc ra cho nên là em để nguyên em bán luôn 1,5 triệu nha. Bác nào thích lấy thì lấy nha, cây công chúa Mai Tuấn nha. Chứ cây này hôm bữa khách hỏi đâu có đâu mà bán. Đấy. Nhiều khách muốn mua thật sự thì không có mà nhiều ông thì đặt cho sang mồm, xong rồi ra đến nơi để bảo không có tiền. Không có tiền mà sao lúc đặt hay. Cái xong rồi hôm qua cũng mới trường hợp mua một cái mắc ngủ Bảo Đại 350, cái ra đến nơi thì bưu tá gọi thì bảo ơ chờ tí anh xuống lấy thôi, xong làm bưu tá chờ mía không 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 thèm xuống lấy, không lấy thì thôi cứ bảo là hoàng về đi, cứ xong cứ hẹn hẹn người ta rất là nhiều cái kiểu lây và nhầy, cũng không 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 biết là vì sao, không biết là nghĩ nghĩ cái gì. Tuy nhiên tất nhiên là mình bán hàng thì mình sẽ không tránh khỏi cái trường hợp bị bom đâu, nhưng mà có rất nhiều người bom nó hay lắm. Bom không có tiền, không có tiền mà sau lúc đầu đặt rồi nói chung nhiều lắm. Bà ngoại của anh hôm nay đi đẻ rồi anh phải vô bệnh viện trực, anh không có trực được, không có lấy hàng được, không có ở nhà này kia các kiểu, nhiều cái lý do nghe nó rất là không thể nào mà chối cãi được. Rồi, một chậu hoa lư nha, 2,5 triệu nè mọi người.
Long canh trắng hoa lư, cây này mà hoa rất là đẹp luôn á. Nó thì nó không nổi tiếng vì vì nó không làm được kinh tế thôi, chỉ mọc bông nó là một bông đẹp nha, trời được, rất là đẳng cấp. Thực ra nó có rất là nhiều mọc bông đẹp nhưng mà nó không nổi tiếng thôi mọi người, chứ không phải bông nào nổi tiếng là cũng tốt đâu. Ví dụ như bông công chúa Mai Tuấn này này, nó không nổi tiếng như lâm sung với trà gừng nhưng mà mặt hoa của nó lại đi ngang ngửa và chơi cũng rất là đẹp mà giá thành lại rẻ đấy. Là cây hoa lư nha, 2,5 triệu, cây này mọc bông quá đẹp luôn, cánh to bay cong vút mà mắt đồ cũng rất là đậm sắc rõ ràng. Rồi một chậu hồng Hòa Bình này, này chậu hồng Hòa Bình này 2,5 triệu nha mọi người. Em còn một chậu này hồng Hòa Bình 2,5 triệu. Rồi một chậu tiếp tục bên này là em có một cây hỏa long châu nha mọi người. Cây giống này, cây này thực chất là một cây sọc nha, lá sọc rất là đẹp á, nhưng mà ở Lâm Đồng trồng thì không có sọc đâu đó mọi người thấy này. Khí hậu ở đây cứ cây nào có sọc là nó mất hết sọc à, giống như cây sọc mấy bữa em bán á đó. Đó thì nó rụng hết lá rồi, nó xuống lá như này rồi, cho nên là cây này nó mặt hoa của nó bình thường là cũng là bệt mũi trắng nha và cánh ám nha, ám nhưng mà cánh rất là sáng màu, thì mọi người thấy hoa nó nở nó qua các lần nè. Đấy, giá trị của nó là 10 cái sọc lá cho nên nó cũng mắc tiền. Nguyên nguyên chậu này là 1 triệu nha mọi người đó, còn một chậu này thôi đó, hỏa long châu nha. Đó, ai mua của cái chú này là chuyên cái giống này này, đó, cọ hỏa long châu này, đó. Rồi, tiếp tục một cây phú quý nha, 8 triệu, cây này nó cứ được 5 6 sen gì đó nha, cây phú quý nhỏ này này, 8 triệu, đây nha mọi người, đó, còn một cây phú quý này, rồi, thì đây là em có những cái cây lẻ 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 nha, rồi tiếp tục em vẫn bán dưa lên xuân nha, chậu số 1 nè. Dưa linh trắng tuyền đó mọi người. Cây này nha, giá là 600 này. Nó là 1 cây thôi nhưng mà trên này nó mọc được 1 cây nữa nè. Đó, về mới bác lót ra trồng thì nó thành 2 chậu rồi. Số 1 600. Số 2 cũng là 600. 2 nè, 600. Số 3 nè, 600. Cây mùa này thì nó vậy nha, nó vàng lá rồi bắt đầu rụng hết rồi nè. 3 600. Số 4 chậu này. Chậu này nó cũng dài lắm, mỗi thân nó dài cỡ 30 sen nha, mà nó vàng rụng lá hết rồi này. Nó bắt đầu rụng rụng trụi trụi dần. Chậu này 1 triệu 2 nha mọi người. Đó, 1 triệu 2. Đấy, còn chuyện này Duy Linh. Rồi. Cuối cùng hôm nay em bán mấy cái combo nha mọi người. Combo hôm nay là 1 triệu nha, 1 triệu. Tròn toàn là chậu lớn và cây lớn thôi chứ không phải là cây nhỏ là như hôm em bán 600 nha, thì tùy theo phương này, tùy theo phiên em sẽ bán cây nó giá trị khác nhau. Rồi combo số 1 nè, một chậu lộc bắc. Đây nha, dài phải 50 sen nha, siêu đẹp như này. Thì chậu này bình thường bán là 300 rồi. Thì tính combo 5 chậu có 200 thì em gộp vô em mới bán như vậy chứ. Còn bán lẻ thì mọi người biết khi nào giá cũng cao hơn gấp đôi á, thậm chí là gấp 3 lần nha. Đấy, số 1 nè, một chậu lộc bắc. Rồi, một cây bệnh nuôi chuối nha. Đây, chậu này thì mọi người thấy nó cũng xuống hết lá rồi, nó còn một chiếc lá cuối cùng nè. Cây này nó cũng phải dài 20 sen á, cái này thì chỉ chờ nó sưng nụ rồi ra hoa thôi. Đó, một cây bệt núi chúa nè, một chậu xuân nè đang nụ rất là đẹp, thân lá cực kỳ đẹp nha. Chậu xuân nè, Di Linh Xuân á, hàng này là hàng màu á, chứ không phải là hàng hàng trắng như giống như trắng tuyền như nãy đâu nha. Nó hàng xuân nè, chậu ba thân rất là đẹp. Rồi một cây bệt chị gái nha, hay là còn gọi là bệt bao công. Đây, cây to đùng này nha, một cây bệt chị gái nè, cây này bệt rất là đậm luôn. Chậu này bữa trước bán cũng mấy trăm lận á, chứ cũng không phải là rẻ đâu, trên 500 á đó, cây này nha. Rồi một chậu bệt chị gái nè, rồi và một cây 5 sao nha. Đấy, một cây 5 sao tính ra là có 200.000 một chậu thôi đấy nha. Combo số 1 1 triệu, toàn là cây lớn đẹp thôi. Số 2 một cây bệt Juli nè, cây này bình thường bán tới 400 một cây bệt Juli. Một chậu Di Linh Xuân nè, trụi hết lá rồi nha, ba thân như thế này trụi hết lá Di Linh Xuân. Một cây Lan Bi An, một cây Lan Bi An nè, một cây Lan Bi An. Chậu này bữa chắc là bán cũng 900 lận đó. Giờ em bỏ về bán combo thôi. Một cây xuân nha, xuân nụ xuân rất là đẹp nè. Đó, một cây nụ xuân rất là đẹp. Và cuối cùng là một cây Hà Tĩnh nha. Đây, cây Hà Tĩnh như thế này nha mọi người. Đó, cây Hà Tĩnh này thì bình thường đã 300 400 rồi. Đó, thì đây là combo số 2 nha. Còn 5 chậu như thế này, nó đều có bệt nè, 5 cánh trắng nè. Trong đó cây Lan Vi An và cây Di Linh Xuân mà bán rẻ, hai cây này là đã 1 triệu rồi. Đó, thì mọi người mua chung cái combo này là sẽ được ba cây này. Đó.
Rồi combo số 3, tiếp tục em có một chậu mắc lai nè. Đây là mắc lai nha. Rồi, số 2 là một chậu củ chi nè, hai là một củ chi. Số 3 này là một chậu du ly nè, đây là bệt du ly nha. Đó, bệt du ly. Cây này nó dài cũng phải 30 sang rồi. Rồi, thứ 3 là một cây bệt quyết đàm nha. Đấy, cây này bệt quyết đàm. Rồi, và thứ 4 là cây bệt 200. Đó, mua combo này được 3 cây bệt nè và 2 cây 5 cánh trắng nha. Đó, cây rất là đẹp chứ không phải là xấu đâu. Mấy cây này nó xuống lá rồi nên là nó như vậy thôi. Nhưng mà nó dài, khỏe, nó đủ lực để nó chờ nó đâm nụ, đâm bông rồi. Tiếp tục combo số 3. À, đây là số 4 nè. 4 thì em có hai chậu này là nó nằm trong cái thùng lúc nãy mà bị bom cùng với cây công chúa đó mọi người. Mua cây công chúa đó 2 triệu với hai cái chậu này. Chậu này 200 với chậu này 150 nè, là 2 triệu 350, nhưng mà tính tròn là 2 triệu 3. Đấy thì em bỏ cái combo này luôn. Combo này có một cây Lamian này, một cây Lamian nha. Lớn lắm. Một cây mắc lai nha. Cây này là cây mắc lai cũng rất là lớn, đẹp không? Mọi người thấy nè, chọn mua chọn toàn là chọn cây đẹp không. Xong cuối cùng bảo là không có tiền lấy. Rồi, một cây ám ma bó. Ám ma bó nha mọi người, cũng là cây đẹp, thân lá rất là đẹp. Một số lá chân gửi đi thì nó bị vàng thôi nè. Đó. Rồi, một cây phú thọ nha. Đây là cây phú thọ nha mọi người. Đấy, cây này cây phú thọ nè. Và một cây bệt tâm hà nha, bệt tâm hà. Khuôn cũng rất là đẹp, đậm. Đấy, đây là combo số 4 nha, cũng là 1 triệu. Rồi combo số 5, tiếp tục em có một chậu di linh trắng nè, di linh trắng nha. Đó, ủ nào ủ nu rất là đẹp luôn. Một chậu Hà Tĩnh nè, thân xanh mà trong vắt à. Hà Tĩnh lớn nha, không phải Hà Tĩnh bé bé trong cốc đâu. Rồi, một chậu di linh xuân nè, hàng màu nè. Ta ly sơn điền rồi đó, di linh xuân nè. Ba thân mà cũng có nụ chi chít như này rồi. Một chậu củ chi nè, đây là củ chi nha. Đó, củ chi. Đó, củ chi này bình thường thì mọi người thấy rồi, bán 350 400. Và cuối cùng một chậu bệt 200. Chậu này bình thường bán cũng 400. Đó, một chậu bệt 200. Cho nên là em đã gộp combo thì nó có giá rẻ. Và mấy cây trong này không có đổi đâu nha. Mấy bác cứ nhắm mà mua được thì mua, chứ đừng có bảo em là cây đó nhà có rồi đổi lấy cây khác được không rồi thì không đổi. Bởi vì em đã cân đối rồi. Em sẽ bỏ vô những cái cây đắt tiền và những cây rẻ hơn để bỏ trong combo, chứ mình không đổi theo ý mình được. Rồi. Và cuối cùng là combo số 6. Một cây xuân nha. Rất là đẹp luôn. Thân lá rất là đẹp. Một cây bệt chị gái này, hay còn gọi là bệt bao công á, khỏi phải chê luôn. Đó, thân lá rất là đẹp rồi. Một cây củ chi nè, một củ chi nè. Một cây Minh Anh nè, một cây Minh Anh. Và một cây di linh nha. Đây, một cây di linh này nha. Đó, cây di linh số 6 này. Rồi. Thì đây là số 6 nha, giá cũng 1 triệu. Rồi hôm nay em bán chừng này hàng nha. Khách mua gì nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha.